Hi, chào buổi sáng cả nhà. Chúc cả nhà một buổi sáng thật an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cả nhà ơi, hôm nay là ngày nghỉ của Jessica nên Jessica sẽ đi câu cá rô về để chuẩn bị nấu ăn. Bây giờ là khoảng 6 giờ sáng. Jessica sẽ ghé bên tiệm cà phê Starbucks để order cà phê uống cho đỡ buồn ngủ. Rồi mình mới đi câu cá. May have one small cup cappuccino. Is your coffee? No. Đây quý vị, đây là cái cup cà phê cappuccino, cup loại nhỏ thôi. Cái vị của nó thì không có ngon như cà phê của mình đâu, nó lạc lạc, nó cũng không có nghe mùi cà phê mấy, nghe mùi sữa. Đó quý vị, những cái nhà mà Clayston đó là của công ty họ bán mấy cái nhà mobile home á, là những cái nhà mà có thể di chuyển được, họ kéo đi khắp nơi luôn á. Giá của nhà đó thì nó tầm khoảng 3-4 ngàn, hoặc là bự nữa thì khoảng 15 ngàn. Đây tới cái hồ câu cá rồi nha quý vị. Bây giờ mình đi xuống dưới phía hồ. Cái hồ này được cảnh báo là có cá sấu sống á, mình cũng ớn. Thầy khung cảnh buổi sáng cái hồ nè, đẹp chưa. Bây giờ anh xã sẽ móc trùng vô để chuẩn bị câu cá. Đây cái hồ buổi sáng thật là yên bình. Đây dính nữa quý vị ơi, cái này là Jessica câu nè. Cá rô cũng khá to đó. Đó, nhìn nó vàng tươi luôn. Cá rô này nó khác cá rô Việt Nam. Ăn nó cũng ngọt mà nó chỉ có cái xương giữa thôi. Nó không có xương nhỏ nhỏ. Đó, thấy hàm quá. Cá xanh ươm luôn. Đó, nó bự toàn bằng tay Jessica luôn nè. Wow, đó, thấy đã chưa? Tươi xanh. Mới khởi đầu mà bắt được 3 con thì thiệt là thấy thích rồi đó. Chà, con cá này nó nuốt mồi sâu quá rồi. Bây giờ phải dùng cái cây để mà tọt vô trong nó rồi mới xoay 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 mới có thể lấy được cái lưỡi câu ra. À, mình dùng cái cây mình nắm cho thật là căng cộng nhợ đó, rồi bắt đầu mình mới kéo. Đó, cái cách này là để của dân đi câu cá họ làm đi, họ lấy lưỡi cá mắc lưỡi nè. Đó, cái gì nó cũng có bí quyết hết nha quý vị. Ôi trời ơi, chết rồi. Jessica câu sao mà dính luôn cái gì đây. Cha nguyên con rùa to luôn quý vị ơi. Trời ơi, coi ảnh kìa. Nuốt luôn cái lưỡi rồi. Trời đất ơi, anh kéo phao một cái giật hết hồn, tưởng đâu là cá bự. Không ngờ là anh rùa kéo anh lên bờ luôn. Rồi móc vô sâu rồi, bây giờ phải làm sao để gỡ cái lưỡi câu ra. Đó, anh thục vô nữa rồi. Giờ phải dụ nó từ từ ra, phải cái dịnh được cái đầu của nó thì mới mở được. Đây. Đó, cũng may là ảnh chỉ móc vô chút xíu thôi, chưa có nuốt sâu. Mẹ ơi,
một bước giải cứu chú rùa bị mất câu. Rùa trong hồ thì nhiều lắm quý vị, khi mà nó kéo một cái hả là nó nặng trịch cái cần câu luôn. Giật mình cố gắng mình giật là đứt lưỡi, mình phải thả lỏng lỏng ra thì có khi ảnh lại nhả ra. Còn mà mình giật mạnh á, thụt cái đầu vô trong á, nặng lắm mình kéo không nổi, mình đứt gãy cần luôn á. Rồi bây giờ Jessica thả nó đi, thả đi còn không chịu đi nữa nè, đợi phải đẩy đẩy nhẹ ảnh mới chịu. Khi thấy nước ảnh mới phóng. Đó 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 nè, nhanh chưa? Bây giờ mình sẽ đi qua cái hồ khác câu, tại cái hồ đó cá bự nhưng mà câu lâu quá. Để Jessica thử qua cái hồ khác xem coi câu có dính hay không. Cái hồ này thì nó cách cái hồ kia cũng khoảng tầm 5 phút thôi à. Đây, cái hồ này nước có vẻ đục quá tại người ta đang bơm nước vô á. Đó, ở cái trũng ở đằng xa kia là người ta bơm nước vô hồ. Cái hồ này nước không có đẹp, không có trong mấy, nhưng mà cá quá chừng quý vị. Jessica bỏ xuống mồi là nó kéo liền, cứ hơi 5 phút là dính cá. Nhưng mà câu cá nhỏ thì mình bỏ lại, còn cá lớn mình đem về ăn. Câu vừa đủ ăn thôi, không câu quá nhiều. Chà, đàn cá này nó nhỏ quá, chắc thả nó đi. Cá rô cỡ này là bự bằng cá rô ở Việt Nam mình cũng ăn được, nhưng mà Jessica chủ yếu là làm để phi lê lấy cái thịt hai bên thôi, cho nên cá nhỏ quá mình không lấy phi lê, nó cũng không có được bao nhiêu. Rồi lại còn cá nhỏ nữa, trời ơi con này chắc to nè, quậy quá chừng quậy luôn, to quá quý vị ơi, con này bự hơn bằng tay luôn á. Thấy ham quá, bỏ xuống là giật. Cái hồ này nó nhỏ và nước nó không có trong, nó không có đẹp như hồ kia, nhưng mà cá nhiều lắm. Đó, được một sọ cá luôn rồi. Để mình câu thêm một hai con nữa rồi đi về là vừa. Cũng khá trưa rồi. Đó, quý vị thấy không? Vừa thả mồi xuống rồi nó đớp liền. Đó, trời ơi, con bự nè. Đó, quá trời luôn. Nhìn ham chưa? Con này to nè. Ở bên đây thì câu không có mất nhiều thời gian chờ. Cái hồ bên kia thì cá nó to hơn hồ bên này nữa, nhưng mà cái thời gian mình câu nó mất nhiều thời gian hơn, tại vì lâu, thật lâu, cỡ 10 phút 20 phút nó mới ăn. Còn cá bên này cứ thảy xuống 5 phút là nó kéo, 5 phút là nó kéo. Thôi bây giờ mình sẽ đi về để nấu nướng chế biến món ăn, cũng trưa rồi. Có ngày nghỉ tranh thủ là đi chơi chút rồi nấu ăn nấu uống xong để nghỉ ngơi. Ngày mai đi làm. Đó quý vị ơi, thấy nhiều cực chín con cá. Bây giờ Jessica sẽ cạo vải bên ngoài á. Cạo hết vải, không có lấy ruột đó, mình cạo vải hết. Cho sạch sẽ mình vô. Cạo sạch sẽ mình sẽ phi lê cá, nên không cần phải cắt đầu cắt đuôi gì hết đó. Làm theo cái cách này nó cũng nhanh, không có tốn quá nhiều thời gian. Với lại ăn mình cũng không sợ mắc xương nữa. Có mấy con cá còn tươi rồi rối luôn quý vị. Cá tươi vậy đó mình cạo dải nó ra dễ lắm. Còn cá mà không tươi đó, cái vải nó dính chặt lắm. Bây giờ Jessica sẽ ngâm qua giấm với lại nước muối cho nó bớt nhớt đi.
và Jessica sẽ phi lê. Đây, cách phi lê một con cá nè. Jessica sẽ rọc theo cái đường xương sống của nó. Thường phi lê mình phải có con dao thật nhọn, thật là bén, thì mình sẽ phi lê cái miếng cá nó sẽ nó ra rất là ngọt, nó không có bị dính xương. Đó, phi lê được một miếng ở phía dưới này, mình cắt ngược lên phía trên. Cái này phi lê cá cũng phải học nữa nha quý vị. Đó, miếng cá này trắng tươi luôn, không có một chút vảy, không có chút xương luôn. Làm vậy thì mình ăn mình sẽ cảm thấy ngon miệng hơn, mình không sợ bị mất xương. Cá này thì nó chỉ có cái xương giữa thôi, nó không có cái xương, những cái xương nhỏ ở hai bên. Thịt nó cũng rất là ngọt nữa. Nhớ không lầm thì cá rô bên Việt Nam có nhiều xương nhỏ lắm. Chắc cá đó mình không có phi lê theo kiểu này được. Đó, miếng thịt rất tươi luôn. Nhìn ngon chưa? Jessica chỉ tốn tầm khoảng là 10 phút để phi lê hết 9 con cá. Chỉ có 10 phút thôi, rất nhanh. Con dao bén, thật là bén. Đây, được một tô phi lê cá luôn quý vị. Bây giờ Jessica sẽ đập dập gốc hành, củ hành tím với lại là ớt, với rắc thêm một cục thịt ba rọi để kho chung với kho tổ chung với cá cho nó ngon. Jessica sẽ cho vô đây là một muỗng cà phê muối. Một muỗng canh dầu hào. Đó, một muỗng cà phê bột nêm. Chút xíu bột ngọt. Với lại một muỗng canh đường. Jessica sẽ cho vào đây là 5 muỗng canh nước mắm. Sau đó mình ướp khoảng tầm nửa tiếng rồi mình mới kho lửa riu riu nha quý vị. Cho thêm chút xíu nước màu dừa nữa cho cái cá nó có màu đẹp. Một tô cá phi lê Jessica chỉ còn một ít thôi, còn chừa lại một ít để nấu canh bầu. Bây giờ Jessica sẽ phi thơm cái tỏi lên nè với dầu, sau đó cho nước sôi vô, rồi Jessica sẽ nêm nếm cái nước cho vừa ăn, cho thêm chút xíu bột nêm nè, một chút xíu bột ngọt. Jessica chỉ nấu đủ có một tô canh thôi, với lại là cho một cục đường phèn nhỏ vô cho nước nó ngọt thanh. Đó, nước sôi rồi, bây giờ Jessica cho cái cá phi lê vô
nấu tầm khoảng 2 phút là cái cá này nó chín rồi. Jessica sẽ đi ra hái bầu vô để nấu canh. Đây quý vị ơi, cái bầu non ngon chưa? Chà quá chừng luôn. Bây giờ Jessica sẽ hái hết để thôi nó già. Hái hết đi đem cho. Chứ ở nhà ăn không hết, nhiều quá. Đỏ quá chừng luôn. Nhìn thấy ham không? Trời ơi, nó nằm như heo con luôn kìa. Nứt trong lá. Mới có mấy bữa thôi mà nó ra quá chừng, nhanh lớn dễ sợ luôn, ăn không kịp. Một ngày mình ăn chừng một trái thôi rồi đã ăn không nổi rồi. Đầy quá chừng luôn quý vị ơi. Thả có mấy dây bầu mà nó lên dữ gì, nó bò dưới đất không, không có vàng gì hết mà nó lên quá chừng trái luôn. Đó, nhìn cái bầu hồ lô này dễ thương không. Đây, thu hoạch được một đống bầu luôn quý vị ơi. Đây, coi được mấy trái. Chà, được tới 9 trái bầu hồ lô luôn. Bây giờ mình ăn nấu canh một trái, còn mấy trái này đem cho. Quá chừng luôn, cỡ khoảng mười mấy pound bầu luôn á. Bây giờ Jessica sẽ xắt nhỏ bầu ra để nấu canh. Cái bầu còn non nhớt thì chưa có hột luôn. Cái này nó ngọt lắm quý vị. Nấu với nước cá thì không còn gì để nói rồi. Canh bầu nấu với cá này, ăn với cá kho tộ nữa thì đúng chất Việt Nam luôn. Ở Mỹ mà có được bữa ăn vậy là quý lắm quý vị. Đó, cái nước này mình phi tỏi thơm lên. Mình nấu cái nước dùng nó thơm, nó bắt mùi thơm. Cái nồi đất kho tộ thì nó thơm quá. Một nồi cá rô kho tộ cùng với một tô canh bầu thật là thanh mát. Ăn đúng là nó đạm bạc mà nó mát miệng mà nó tốt cho ruột lắm quý vị ơi. Không có cần ăn thịt nhiều, chỉ có cá tươi như thế này mà nấu tô canh một cái nồi đất kho tộ thơm phức thì không còn gì bằng. Cả nhà ăn cơm. Dạ. Cá kho tộ với lại canh bầu kho cá ngon quá. Cá đi lên ăn xuống không sáng phiếu, không còn phải dễ xương. Anh ăn dưa leo không? Có gì chống cá không? Cái này cũng phải có chấm, chín cũng trong chấm. Cảm thấy trên đầu có nấu lên để cá chê ha. Cái nào cũng được, thế người ta cũng nấu cá rô đúng. Đúng cái nhà trời đây to, những cá trắng phiếu luôn, đúng không? Vừa bắt về còn tôi á, mình nấu luôn mọi người. Cái nước nó sánh rồi em, ngọt ngọt mặn mặn.
đúng chất Việt Nam luôn á, cơm quê luôn, ra hái bầu, nấu canh. Giải nguyên con của con ăn lửa xương nữa. Con thì quá tươi rồi, quá trời bầu, hái chút xíu luôn quá trời rồi. Chắc mười mấy phao á anh. Chắc cũng nặng cho người ăn trái. Chắc về luộc nấu canh. Cái bầu này bán cũng 5-6 đồng trái á. Canh cá phải ăn nóng rồi tành. Không ăn cá canh à? Này mình câu hồi nhỏ chứ, giờ hồi bữa câu là có cá bự, anh quăng cỡ đó là được rồi, sợ không biết quăng nữa thôi, chứ quăng xài cỡ đó là có cá bự, đúng là cá cách phết mà bự quá cũng ớn, nhìn da không ghê. Ghê. Làm mình làm cá bự mình sợ. Ừ. Cá bự sợ. Kho với thịt ba đặc biệt thì quá ngon. Có gì vừa ăn không? Đây thịt tiêu. Thịt có tiêu rồi đó. Con trúng nó hơi cay cay được rồi, cay quá. Thanh màu này mà ăn với khô chiên thì cũng ngon nữa. Với cá kho tổ là hết thuốc rồi. Đó là ăn tiêu ăn sạch à? Còn canh á, độ ngọt quá à. Tươi á, thêm cá nữa. Trời ơi nó ngọt. Sốt vô nát cái miệng luôn. Ừ. Tươi mà. Bộ quá còn nhiều. Hai bữa rồi nó bự rồi. Bầu nhanh lắm, bầu quý lắm.
canh nữa không? Hả? Một trái bầu nấu cái bầu nhỏ mà nấu ăn hết. Bầu nó đều ngọt hết, tươi mà. Cá tươi, bầu tươi. Ra cắt một cái vô nấu liền ngon lắm. Nước cho bầu nó ra. Rồi thêm nước cá nữa. Cá cũng tươi luôn. Giờ đi câu về làm luôn mà. Bá nó mất chất rồi, không bao giờ nó ngọt được. Chỉ ăn ăn cho có vậy thôi chứ đâu ngọt. Nhớ lương là lương mà nếu mà thực sự lương tươi lương đậm thì trời ơi nó ngọt dữ lắm. Nướng lên một cái thì nó thơm. Còn đông đá coi như là mình ăn xác rồi, không còn gì để ăn, không mùi vị gì hết. Chào tạm biệt quý vị, chúc quý vị một ngày thật an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Quý vị ơi, nếu quý vị yêu thích video, xin quý vị cho Jessica một like, một share và một đăng ký. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bye.